tôi mai này không lớn lên, tôi không có lúc nào để học cả nên tôi không đọc được. Em hiểu rồi. Thế sao chị không nói sớm cho em biết? Tôi xấu hổ. Bây giờ còn có ai không đọc được đâu. Chính vì thế tôi không lấy chồng. Đơn của cô, tôi cũng bảo cô viết số để cho tôi nhớ. Chứ viết chữ tôi không đọc được gì cả. Bảo sang mấy cái đơn của em ấy, chị toàn ship nhầm thôi. Thật ra chị phải nói với em chứ, thì để em còn tìm cách hỗ trợ cho chị. Có cái gì đâu mà phải xấu hổ. Tôi xin lỗi. Giá trị con người đâu đo hoàn toàn bằng trình độ, bằng cấp. Cái chính là nhân cách của con người. Vì thế chị không việc gì phải mặc cảm. Xin lỗi bà. Tôi xin lỗi cô. Để con ra phơi dưa cho bà. Tội nghiệp. Để lúc nào vãn hàng mẹ dạy thêm cho chị ấy. Vâng, với con cũng nói với chị rồi mẹ ạ. Để có gì lựa lựa, chị nói chuyện với cô Thuận, xin lỗi cô Thuận một câu ạ. Con cũng không muốn vì chuyện buôn bán của con mà ảnh hưởng đến tình cảm gia đình mình. Thực ra, mỗi người nên bớt đi một lời. Để rồi mẹ nói chuyện thêm với em Thuận. Dạ. Thôi, mẹ phải đi đây, không các ông bà đợi. Mẹ đi chơi với bác Tùng à? Đâu, còn có cả bác Cúc với bác Mai mà. Mẹ ơi, con thấy mẹ có mấy cái áo mới, chả diện bao giờ cả. Cái này màu nó hơi tối tối, hay mẹ vào thay áo khác đi. Mặc đơn giản thôi, có mấy ông bà đi ăn với nhau thôi mà. Ôi, con thấy mấy ông bà bây giờ điệu lắm. Đi ăn xong còn rủ nhau đi chụp hình nữa cơ. Mẹ vào thay áo khác đi, con chọn cho mẹ nhé. Đi mẹ. Đấy, các bạn thấy thế nào? Được không? Ông Tùng siêu thật đấy. Kiếm được cái chỗ này hơi bị đặc biệt đấy. Công nhận. Dạ. Vào đây thích thật đấy. Thích quá cơ. Cứ như là người được sống lại cái thời tuổi trẻ ngày xưa ấy. Thời bao cấp. Ôi này, đây còn cái ca trắng men, hoa hồng này. Ngày xưa mà có cái này thì quý lắm đấy. Tất cả cái nắp đấy thích không? Xinh cả có quai này. Này, đây nữa này. Đây. Cái bi đông này. Cái ca men đấy đây, mọi người đây. Lại còn cái phích này. Quý cái lắm. Cái phích này nhá, ngày xưa là đám cưới mới được tặng đây. Phích đồng, phích 2 lít rưỡi. Mà mình cứ phải mang ra ngoài đầu đường để mua nước sôi 2 xu. Tổ phục vụ. Nhớ thật đấy. Cái cà mèn này ấy, thời cái Thuận nhà tôi ấy, nó gọi là cặp lồng. Thế còn thời của cái Trang thì nó chỉ dùng hộp nhựa mấy hộp giấy thôi. Đúng rồi. Mỗi thế hệ là một thời lịch sử mà. Đúng rồi. À này, các bạn, ở đây ấy, có cái món bánh rán là rất ngon. Các bạn có thử không? Bánh rán cổ? Có. Ngọt lắm. Ôi, già rồi. Ăn nhiều đường rồi, đều tiểu đường ra đấy. Này, ăn một tí thì làm sao mà. Thế thì mình bây giờ cứ hay kiêng. Trước các cụ cứ ăn thoải mái, kể cả mình ăn thoải mái, có thứ tiểu đường, mỡ máu, huyết áp gì đâu. Bây giờ cứ kiêng lên, kiêng xuống. Đấy. Bởi vì nó thế này này. Vì ngày xưa ấy là
các bà đi xe đạp, mà thậm chí không có xe đạp thì đi bộ. Thế rồi thì làm việc nhà thì từ lau nhà, giặt giũ, quét nhà, tất cả mọi thứ là cũng tự tay các bà làm, chứ có máy móc gì đâu. Vâng. Cho nên hồi đấy đúng là không ai béo phì, nhưng mà đặc biệt là ai cũng thắt đáy lưng ong, trông rõ đẹp nhỉ. Úi giời, đẹp như bà Trúc ấy nhỉ. Chỉ có bà Trúc là đẹp thôi, còn chúng tôi thôi. Ông và các bà dùng gì ạ? Thế này nhá, con cho ba bà là bột sắn đi, uống cho nó mát nhé. Phát chanh, phát chanh. Thế còn ông thì cà phê đá không được nhé. Dạ vâng. Ông bị huyết áp, đừng uống cà phê. Đúng đấy. Thôi được rồi, tôi nghe bà. Thôi thế này nhé, thế thì tất cả đều là bột sắn nhé. Dạ. Riêng tôi một bia nhé. Dạ vâng. Một bia. Một bia. Thế thì một bia ba bột sắn nhé. Ok. Dạ vâng ạ. Ừ. À này, này con. Tiện đây con chụp cho ông bà một cái ảnh để làm kỷ niệm nhé. Dạ vâng. Chụp cả bốn người chứ ông bà. Nào, hai bà ngồi sát lại giúp con với ạ. Ngồi sát ở chỗ bàn ạ. Hình điệu tí nhé. Điệu tí. 3, 2, 1 ạ. 3, 2, 1. Rồi. Dạ. Con gửi ông ạ. Đẹp lắm ạ. Dạ. Đẹp không ông? Đẹp. Đẹp. Quá đẹp. Đẹp. Ông Tùng ở đây thích chụp ảnh nhỉ? Bà Trúc là đẹp nhất đây. Đẹp đôi nhỉ? Vâng, bây giờ chúng mình chỉ mong thật khỏe mạnh để chụp được nhiều ảnh như thế này. Đúng, đây này, tôi thấy cái bức ảnh này ai cũng đẹp. Mà nhìn ảnh thấy cứ như là chúng mình đang ở cái thời tuổi trẻ. Đó, đẹp không? Đẹp quá bà. Đẹp quá không ạ? Đây, đây bà này. Đẹp nhỉ? Ôi, tươi nhỉ? Nhanh thật đấy. Mới ngày nào chân ướt chân ráo lên thành phố, còn ngơ ngác. Đi mua cái gì cũng phải xếp hàng, rồi phải dùng đến tem phiếu. Thế mà bây giờ... Bà ơi, thấm thoát đã 40 năm rồi đấy bà. Vâng, nhanh thật đấy. Uống rồi nhá. Còn bây giờ tôi mời các bà đi ăn bánh tôm Hồ Tây với tôi. Ôi, thích quá. Ông Tùng hôm nay sống xanh quá. Có chuyện gì vui đây? Thì tôi đã nói rồi mà. Hôm nay các bà sẽ phải vui hết mình với tôi. Mà này, đến đấy tôi sẽ nói một câu chuyện với các bà. Chuyện vui hay chuyện buồn đây? Nhìn ông Tùng khí thế như này, chắc chắn là phải có chuyện vui rồi. Tất nhiên rồi, nào. Ta đi thôi. Đi thôi. Ôi giời, các bà thấy ngon không? Ngon quá. Bánh tôm Hồ Tây truyền thống đấy. Vâng. Từ thời bao cấp mà. Từ thời bao cấp nhỉ? Nào. Hết ngon đưa đi bà. Cà phê, rồi lại đưa đi bánh tôm. Thế ông có chuyện gì vui thì nói chúng tôi nghe nào. Nói đi. Chả là thế này. Ừ. Xin bà. À, cái con bé bán tua cháu của ông Hải ấy, có gửi nốt tôi tiền. Cái hôm mà tôi ở viện về, cô ấy có nhắn tin hỏi cái số tài khoản của tôi để chuyển nốt. Cảm ơn bà. Ôi giời. Cô ấy chuyển tiền cho tôi mà cô ấy cứ xin lỗi mãi, xin lỗi mãi. Cứ nói là bần cùng quá nên phải làm vậy. Khi tôi nhận tiền thì tôi cũng nói động viên vài câu. Mình nhận được tiền vui một, nhưng hóa ra trong cuộc sống vẫn còn có niềm tin các bà. Vâng. Điều đấy làm cho tôi vui 10 đấy. Đúng không ạ? Vâng. Này, cái lý do đấy thì cũng đáng để chúc mừng đấy nhỉ. Đúng rồi. Chúc mừng nha. Ơ, không. À, bia hả? Bia của tôi đâu? Cháu ơi, một chai bia nữa. Một chai bia nha. Nào.